Em chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2023. Thì em có một chiếc xe mà quốc dân muốn giới thiệu cho các bác. Em đi vào chủ đề chính, hôm nay em giới thiệu cho các bác một chiếc xe Toyota Vios số tự động. Chiếc xe này của em là bản E số tự động mọi người nha. Toyota Vios vào năm 2017 thì nó có 3 phiên bản: E số sàn, E tự động và G tự động. Thì chiếc xe này của em thì nó là phiên bản E tự động mọi người nhá. Một chiếc xe mà bây giờ giá trị chưa đến 400 triệu. Chưa đến 400 triệu các bác sở hữu được một chiếc xe Toyota Vios còn rất mới các bác. Xe chạy chỉ có gần 6 vạn cây số. Tên cá nhân biển Hà Nội màu vàng cát. Em quay luôn chi tiết cho các bác xem từ cái phần đuôi xe. Đây bản E này, đèn zin nguyên bản, sơn si nguyên bản này. Xe thì anh chủ nhân lắp thêm một bộ cảm biến lùi 4 mắt đằng sau. Và anh chủ anh lắp thêm một cái cản gọi là chống trầy xước ở cái phần sorry các bác, ở cái phần ba đợt sốc sau. Thì một phần mình hiểu là chủ xe rất là giữ gìn đúng không ạ? Phải người nào giữ gìn và cẩn thận thì người ta mới lắp cái thanh này, chứ không lắp vào thì nhìn là hơi xấu một chút đúng không các bác? Và chiếc xe được ốp tất cả các mạng chi tiết mạng chrome ở chống chảy xước này. 4 quả lốp còn khá mới các bác nhé. Keo chỉ của vòng cua lốp là vẫn còn nguyên, la răng nguyên bản theo xe. Tiếp tục tất cả các chi tiết tay nắm mạng chrome là nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa sau bên lái này, nguyên bản hết các bác nhé. Bậc lên xuống đều được ốp hết mạng chi tiết mạng chrome này. Ghế sau, đây là chi tiết ghế sau của chiếc xe này, có cả bệ tì tay này. Xe chạy 5 vạn 7 xịn các bác nhá. Về chất lượng xe thì em cam kết cho các bác là xe không đâm đụng, xe không đâm xô thủy kích. Các bác muốn xem xe lên tại địa chỉ nhà cửa hàng em ở tại Thạch Thất Hà Nội các bác nhá. Em đang ở trong khu công nghệ cao Hòa Lạc đấy ạ. Nhà em luôn là ở trong khu công nghệ cao Hòa Lạc này các bác nhá. Đó, em cam kết cho các bác xe không đâm xô và không thủy kích. Một chiếc xe này các bác nhìn thấy này, nẹp về che mưa, nẹp chân kính mạ chrome. Rồi, khá là đẹp đúng không ạ? Đây là keo chỉ của cánh cửa sau bên lái, cánh cửa bên lái này. Keo chỉ cánh cửa bên lái này các bác nguyên bản này. Táp ly cánh cửa bên lái này, bốn kính điện này. Các bác nhìn cho em luôn cái ghế lái này. Một chiếc xe chạy khá là ít thì do vậy ghế lái nó còn phải đẹp như thế này đúng không các bác? Đây là nâng hạ ghế cơ này, nâng hạ ghế bằng cơ này. Đó các bác thấy không ạ? Ngoằm khóa bản lề sản xuất 2017, ốc bản lề cánh cửa này. Táp lô một chút cái phần nội thất ở bên trong. Xe lên màn hình Android rồi các bác nhé. Trời hơi nắng nên em xin phép các bác là em quay qua thôi. Ốc cốp này, keo chỉ cánh cốp này, ốc cốp này, đinh tán của phần đuôi xe này. Đây là cái lốp sơ cua. Lốp sơ cua còn khá là mới các bác nha. Nguyên bản hết đấy ạ. Nỉ này. Đó. Mọi chi tiết trên xe còn khá đẹp. Cánh cửa sau bên phụ. Keo chỉ của cánh cửa sau bên phụ đấy các bác nha. Nguyên bản hết ạ. Táp ly cánh cửa sau bên phụ. Rồi, ghế da bên phụ này, ghế da của hàng ghế sau bên bên phụ này. Các bác nhìn thấy tất cả các gioăng cao su nó còn khá là mới. Rất mới và rất là giữ gìn, chi tiết nẹp chân kính mạ chrome. Đây là cánh cửa phụ. Keo chỉ của cánh cửa phụ. Đôi khi nó cũng sần sần một tí này thì không phải là keo chạy lại đâu các bác nhá, mà nó đã chạy zin đấy ạ. Em cam kết cho các bác là xe có sao là phải tả chuẩn như vậy. Táp ly cửa phụ này. Táp ly cửa phụ, bậc lên xuống này, ghế phụ này. Rồi, em đi vào bên trong nội thất cho các bác xem ngó qua này về cái phần táp ly. Đó. Học gió điều hòa này. Rồi. Màn này là màn Android các bác nhá. Cái màn Android này thì nó sẽ tích hợp luôn cho các bác một cái camera hành trình, thẻ nhớ, nó ghi cho các bác ở đằng trước và camera lùi ở đằng sau, cảm biến lùi ở đằng sau. Và chúng ta có thể xem YouTube rồi thì Việt Map vân vân, nhiều thứ lắm các bác ạ. Rồi,
Em mở tắt vào cái nhạc cái. Điều hòa thì điều hòa cơ, bởi con xe này là bản E. Điều hòa cơ, chìa khóa cơ, không có nút bấm tích hợp trên vô lăng. Đó, các bác nhìn cần số này. Cần số đẹp như thế này mà đúng không ạ? 6 vạn xịn các bác nhá. Kể cả là từ vô lăng, các bác nhìn vô lăng này. Hôm qua có em quay TikTok thì có bác bảo rằng là nhìn cái vô lăng như đầu ông sư. Thì khả năng bác ấy nói rằng là ý là nó nhẵn và nó mòn như cái đầu ông sư như đây. Em quay trực tiếp luôn cho các bác xem này. Vô lăng nó đẹp như thế này đúng không các bác? Đừng có nhiều bác, em biết rằng là sẽ có nhiều người chê, có nhiều người sẽ nói rằng là mình nói không đúng và mình nói quá. Nhưng mà đây nó có chuẩn một chiếc xe 6 vạn không các bác? Nào, các bác công nhận với em là một chiếc xe 6 vạn nó sẽ như này không ạ? Vô lăng nó đẹp như này không ạ? 5 vạn 7 đấy mọi người. Em tời là em bảo tời mà em không tời là không tời các bác ạ. Con xe nó giá trị đúng với sự thật của nó mà. Đó, tầm chân nắng này. Các bác nhìn này, chủ nhân người ta độ, người ta dán ni lông lên trần xe một phần là mình hiểu người ta là cẩn thận rồi đúng không ạ? Còn nếu như em chưa chắc em đã dán cái ni lông này bởi vì nó sẽ mất đi thẩm mỹ một chút, nhưng ngược lại là nó rất là sạch sẽ về chiếc xe này. Đó. Cốp đây. Cần số, phanh tay thì các bác nhìn phanh tay nó mới tinh như này đúng không ạ? Bệ tì tay, ghế lái này, ghế lái không hề nhăn. Căng đét luôn các bác nhá. Đó. Chuẩn chỉ cho mọi người luôn về vấn đề chất lượng của xe. Toyota Vios bản E. Đấy các bác nhìn này. Đèn pha này, đèn gầm này. Mặt ca lăng được ốp thêm những cái thanh nan inox ngang này, nhìn rất là ngầu đúng không các bác? Đó. 385 triệu các bác. Em nói ra cái giá ra vào thời điểm giờ thì khả năng là nhiều bác sẽ nói em bảo là bán gì mà bán cao thế, nhưng mà thật sự với các bác là xe đẹp thì cũng không mua rẻ được của bác chủ. Em mua là thuộc dạng là cũng cố, không cố thì không có cái gì về để bán các bác ạ. Nên là mua về cũng kiếm độ thật sự với các bác là xe cộ bây giờ không dám nói thách nhiều đâu ạ. 385 em có bớt cho các bác một chút các bác nhá. 385 triệu em có bớt cho các bác một chút nhưng mà không bớt được nhiều. Bởi vì xe đẹp như này các bác cứ đặt địa vị mình là chủ xe đi. Các bác đặt địa vị mình là chủ xe thì mình có dám bán cho thợ chiếc xe này với giá khoảng 350 không? Đó, các bác dám bán lại cho người ta 350 không? Hay là các bác thay vì bán 350 các bác để đi. Đấu tranh tâm lý rất nhiều các bác ạ. Ốc cốp này, keo chỉ cánh cabo này. Các bác thấy không ạ? Ốc cabo này. Ốc tai xe này. Răng ngang này. Đó, và điều đặc biệt này các bác. Chiếc xe này mang động cơ là VVTi máy mới rồi, cuối 16 lên máy mới rồi các bác. Các bác nhìn giúp em cái ốc chân máy này. Cụm cao su chân máy còn nguyên này, ốc mặt máy này. Đó. Máy rất là sáng các bác nhá, bởi vì 5 vạn thì máy bắt buộc là máy phải sáng. Còn nếu mà chạy khoảng 15-20 vạn rồi máy thì nó rất là thâm các bác nhá. Rồi, em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.